Tin nóng xin biết ngày 20 tháng 12, Dương Dương Nhật Ba tham gia concert năm mới. Cập nhật loạt bê bối, dưa chấn động, Dương Mịch thăng cấp, phúc lợi được điều chuyển Lệ Dĩnh. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại sự kiện CBiz tiêu biểu cả trong ngày hôm nay, 20 tháng 12 tại bài viết này. Vương Lực Hoành chính thức lên tiếng đáp trả Lý Định Lôi. Nội dung tóm tắt như sau, Vương Lực Hoành gặp Lý Định Lôi vào năm 2003 ở một concert, sau đó khoảng 10 năm không liên lạc. Lần liên lạc qua mail đầu tiên lúc Lý Định Lôi đã 26 tuổi, không phải tuổi vị thành niên. Vương Lực Hoành nói rằng trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm 8 tháng, anh ấy sống dưới sự nguy hiểm, trong nỗi sợ hãi bị tống tiền. Nhấn mạnh rằng việc kết hôn là do Lý Định Lôi lấy con cái ra uy hiếp. Hai người ly thân vào ngày 5 tháng 8, 2019. Vào tháng 12, 2020, bắt đầu thảo luận về thỏa thuận ly hôn. Nói rằng Lý Định Lôi không phải kiểu người không cần tiền. Cuối cùng hai bên ký kết 150 triệu nhân dân tệ, bao gồm một nửa nhà ở Los Angeles, một nửa tiền đầu tư cổ phiếu, còn có phí sinh hoạt mỗi tháng. Vương Lực Hoành hy vọng Lý Định Lôi có thể cho anh ấy gặp con cái. Cuối cùng Vương Lực Hoành gửi lời xin lỗi. Mới đây Global Times đã lên tiếng yêu cầu phong sát Vương Lực Hoành. Nùm xùm tuyến phi của Trương Nghệ Hưng. Nửa đêm ngày 20 tháng 12, blogger Từ Phong Lập khiến cả làng giải trí xứ Trung xôn xao trước tin đồn một sao nam họ Jet có quá khứ tuyển phi. Ngay lập tức mọi sự chú ý đổ dồn về phía Trương Nghệ Hưng. Phần bình luận dưới bài viết blogger Từ Phong Lập đều gió gọi tên của thành viên nhóm XO. Tuy nhiên tới 1 giờ sáng ngày 20 tháng 12, phía studio của Trương Nghệ Hưng đã lên tiếng phủ nhận. Sau tuyên bố đến 10 giờ không đưa ra được chứng cứ tuyển phi thì sẽ kiện đoàn đội Trương Nghệ Hưng. Sáng nay Từ Phong Lập đã lên bài xin lỗi. Phốt Lâm Canh Tân ong bướm với trẻ vị thành niên. Vào chiều nay một hot girl mạng đã đăng rất nhiều hình ảnh hẹn hò với Lâm Canh Tân cùng dòng chữ 6 năm tạm biệt. Đang nói ở phần profile của hot girl mạng này, nhiều cộng đồng mạng đã tìm ra năm sinh của cô nàng 1999. Tức 6 năm trước khi bắt đầu quen Lâm Canh Tân, cô mới chỉ 16 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên. Cập nhật mới nhất hot girl mạng đã đăng bài xin lỗi, chỉ vì theo trang, bài đăng cho vui mà thôi. MVVA bán hàng livestream nổi tiếng trốn thuế. Theo Tân Hoa Xã, gần đây Chi cục thuế của thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã điều tra các vấn đề về thuế vụ của streamer Hoàng VVA. Từ 2019 đến năm 2020, thông qua các hành vi che giấu thu nhập cá nhân, thay đổi bản chất thu nhập, kê khai sai, VA đã trốn nộp thuế hơn 643 triệu nhân dân tệ. Cơ quan hành chính đã ra quyết định xử phạt, nộp bù các khoản thuế, vì nộp chậm thuế và tiền phạt với tổng số tiền khoảng hơn 4.800 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra còn có một số tin tức khác bạn không nên bỏ lỡ như sau. Phòng làm việc tiêu chuyển cập nhật Weibo, giữa quang ảnh trắng đen cùng tiêu chuyển thắp lên ánh sáng. Nguyện không phụ tình yêu nồng nhiệt, không phụ trái tim chân thành. Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba sẽ tham gia concert cuối năm của Đài Rồng Thượng Hải. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!